Lộ Tinh Nhắn phúng phính từ chối lời tỏ tình của chú Cường sau khi nhận loạt quà. Em có người yêu rồi, làm em gái được không? Mạng xã hội TikTok hiện đang bão trước sự đáng yêu của cặp đôi Mai Thị Dua và Martin Nguyễn, biệt danh là chú Cường. Được biết, cả hai gặp nhau từ năm 2019, khi Phúng Phính còn là một cô bé dân tộc chưa được nhiều người biết tới. Sau đó, nhờ những khoảnh khắc đáng yêu được chú Cường chụp và đăng tải lên mạng xã hội, Dua được biết đến nhiều hơn. Kể từ khi bị nhan sắc của Dua mê hoặc, chú Cường dù sinh sống tại Malaysia, nhưng hàng năm vẫn sắp xếp thời gian tới Hà Giang để thăm và giúp đỡ Dua. Chính tình cảm và sự quan tâm chân thành của chú Cường dành cho cô bé bán hoa tại Hà Giang đã khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều group đẩy thuyền theo đó cũng được lập ra và mong muốn cặp đôi sớm có kết thúc tốt đẹp. Sau đó, trong một tiết lộ vào đầu năm 2021, chú Cường cho biết dù đã có người yêu khiến anh vô cùng tiếc nuối. Theo đó, do khoảng cách địa lý, chú Cường đã nhờ người mua tặng Dua một chiếc điện thoại để hai người tiện liên lạc. Nhưng ngay từ những tin nhắn đầu tiên, Dua ngỏ ý muốn làm em gái vì bản thân đã có người yêu. Đoạn tin nhắn này được chú Cường đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: Phúng Phính vui là anh cũng vui, thôi không sao cả, mọi người đừng bình luận tiêu cực, tội Phúng Phính vẫn còn nhỏ. Không chỉ tặng điện thoại, chú Cường còn mua tặng Phúng Phính quần áo và xe đạp. Sự quan tâm và tình cảm chú Cường dành cho người con gái đã có chủ khiến fan của cặp đôi không khỏi thất vọng và buồn bã. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại, khi đã là gương mặt độc quyền của một doanh nghiệp, Phúng Phính cho biết bản thân chưa có người yêu và sẽ dành toàn bộ thời gian tới để tập trung cho công việc và học tập. Thuyền của chú Cường và Phúng Phính theo đó cũng tiếp tục được đẩy mạnh sau hàng loạt buổi livestream trò chuyện của cặp đôi trên TikTok. Thời gian qua, nhờ có người hỗ trợ mà Phúng Phính, Hà Giang hay Mua Thị Dua đã đổi đời khi được đi học có tiền giúp đỡ cho gia đình. Thế nhưng mới đây, Dua cho biết bản thân và người giúp đỡ đã hết hợp đồng.